Xin chào quý thầy cô và các bạn. Chúng tôi là nhóm phóng viên lớp 12A3 của trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3. Như chúng ta đã biết, vấn đề an toàn giao thông là một trong những vấn đề nhức nhối hiện nay chưa thể giải quyết dứt điểm. Trường ta nằm trên đường quốc lộ 217B và là con đường tương đối nhiều phương tiện giao thông lưu thông trên đoạn đường này. Số lượng học sinh tham gia giao thông rất lớn và tương đối phức tạp. Nhà trường và các ngành các cấp đã có nhiều biện pháp và hình thức tuyên truyền giáo dục về luật giao thông. Vì vậy, học sinh có ý thức tốt hơn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn không ít học sinh ý thức chấp hành luật lệ giao thông đường bộ còn kém, đang là mối lo ngại của các bậc phụ huynh, cũng như những người tham gia giao thông. An toàn giao thông trong học sinh đang là vấn đề cộng đồng xã hội quan tâm. Đây là những hình ảnh giao thông hàng ngày lặp đi lặp lại ở cổng trường học. Nhiều học sinh đa phần đã có ý thức chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận học sinh ý thức còn kém. Các lỗi chủ yếu thường hay vi phạm đó là chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, đi xe đạp dàn hàng. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, một số học sinh có biểu hiện kém văn hóa, bóp còi inh ỏi, đùa nghịch khi đang lái xe. Đáng lưu ý là các bạn dù biết làm vậy là vi phạm luật nhưng vẫn vô tư thực hiện. Điều này gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân các bạn học sinh mà còn cả cho những người tham gia giao thông. Theo chú nghĩ thì vấn đề về học sinh trên trường mình ấy, thì cái vấn đề thứ nhất là học sinh đi đường là phải hàng một nữa. An toàn giao thông chính mình là phải đội mũ bảo hiểm và quan sát trên đường khi rẽ đường hoặc là sang đường. Còn vấn đề về trong trường ấy, thì học sinh nên xắc xe đi lại trong đường để đảm bảo khi không va chạm vào người đi trước. Còn vấn đề tích cực thì các bạn nên chấp hành an toàn giao thông mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm để đảm bảo cho chính mình và chính những người xung quanh. Cô có thể cho biết, cô hãy nêu cảm nhận của cô về thực trạng tình hình an toàn giao thông hiện nay của học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3. Theo cô đi đường, cô quan sát ấy, tức là cái tuyến đường từ trường về nhà cô cũng khá là dài và gần như là cô theo sát được hết cái quãng đường các cái bạn ở khu vực bên dưới này đi về, thì cô thấy là đang còn rất nhiều bạn cái ý thức chấp hành luật an toàn giao thông nó cũng chưa được tốt. Ví dụ như là một số bạn là đội mũ bảo hiểm là chưa cài quai, đấy là đối với những bạn có đội. Còn một số bạn là chỉ đội cái đoạn gần khu vực trường thôi. Còn sau đó xuống đến cái phần xa xa lối cầu Bạch Mã là không có đội nữa. Còn một số bạn thì trong quá trình là hai bạn đèo nhau đấy, thì một số bạn là vẫn là còn trêu đùa những cái bạn khác, gây cho cái chuyện là ta dàn hàng ra đường này, đi là nó cũng mất an toàn giao thông đấy. Rồi còn một số bạn là trong quá trình đi là vẫn còn lạ lách đánh võng, trêu đùa nhau đấy, dẫn đến cái việc là số bạn là bị ngã này, rồi một số bạn là mũ không cài quai dẫn đến nó rơi ra đường gây nguy hiểm cho những người đi phía sau nữa. Vâng, em cảm ơn ạ. Theo anh đánh giá và nhận định thì hiện nay thì khi tham gia giao thông thì các em cũng có nhiều em chưa thực sự là đảm bảo được cái độ an toàn cho mình lẫn cho các phương tiện đi đường khác. Thì cái lúc mà các em đi di chuyển qua khu vực ngã tư chẳng hạn thì các em vẫn đang còn đi hàng ba hàng tư, nếu như vậy là thực sự rất là nguy hiểm. Hơn thế nữa là còn nhiều em thì còn gác chân lên, nói chung là nó không đúng, nó không đẹp. Cái thứ hai nữa là nhiều em thì chưa đủ tuổi để sử dụng xe máy, các em vẫn sử dụng xe máy để tham gia giao thông, như thế là rất nguy hiểm, bởi vì là các em chưa đủ cái kinh nghiệm để chúng ta xử lý những cái tình huống gọi là nó bất ngờ. Nên là anh mong rằng thì nhà trường phối hợp với bên giao thông sẽ chỉnh đốn lại cái chỗ này để cho chúng ta tham gia giao thông một cách gọi là an toàn nhất. Sau đây quý vị hãy cùng theo chân tôi đi phỏng vấn một số những người nước ngoài thường xuyên đi qua khu vực này nhé. What's your name? My name is Hannah Kim. Okay. Can I ask you some question? Yes, sure. What do you think about the traffic in Vietnam? I think the traffic in Vietnam is really, really crazy. I come from Korea and there's not like many cars and motorbikes. It's quite difficult to cross the roads and it takes a long time. It's really slow and here there's just something completely different. Amazing, you've never seen anything like it. It's a lot so busy and I don't know how people don't get like knocked down and there's lots of accidents all the time. Yeah, but
It's really fun. Tại trường Trung học Phổ thông Thạch Thành 3, trước giờ tan học 5 phút, sẽ có đội cờ đỏ và các thầy bên gần trường đứng trước cổng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, nhắc nhở các bạn học sinh. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ giữ được trật tự ngay cổng trường, còn cách đó không xa, tình trạng học sinh đi dàn hàng, lạng lách đánh võng khi lưu thông vẫn tái diễn. Có thể thấy, dù nhà trường đã kết hợp nhiều biện pháp răn đe của pháp luật, nhưng muốn thay đổi được thực trạng này thì quan trọng hơn cả vẫn là ý thức tự giác chấp hành luật giao thông từ phía học sinh. Bạn mình có thể phỏng vấn hai bạn vài câu hỏi được không ạ? Theo các bạn thì là học sinh thì chúng ta cần làm gì để giúp cho trật tự an toàn giao thông ngày càng cải thiện hơn? Thầy bạn. Với học sinh đi học thì tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, muốn đi xe gắn máy chưa đủ tuổi. Đối với những bạn học sinh đi xe đạp khi đến trường thì cần phải đi đúng làn đường của mình, không được lạng lách đánh võng, xảy ra xô xát nguy hiểm cho người khác. Thế còn bạn nhỏ? Thưa chị thì theo em thì trong việc tự chấp hành giao thông, khi mà ta va chạm thì chúng ta nên có phải một cách xử lý một cách tôn trọng, văn minh, và chúng ta là học sinh thì phải tuyên truyền cho nhau về luật an toàn giao thông, cho người chấp hành cũng như là tuyên truyền cho mọi người trong toàn trường. Xin cảm ơn các bạn. Đứng trước thực trạng như thế, trường chúng ta đã có các hình thức phạt nghiêm khắc đối với những bạn học sinh cố tình vi phạm luật an toàn giao thông. Đầu năm học, trường đã kết hợp với cảnh sát giao thông, tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, đồng thời phát huy vai trò của đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm trong tuyên truyền nhắc nhở học sinh, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông. Khi cải tiến phương pháp giảng dạy kết hợp đối với hoạt động ngoài khóa, trường ta đã thu hút được nhiều học sinh học tập và tìm hiểu về luật an toàn giao thông, tình trạng vi phạm giao thông ở học sinh giảm đáng kể. Liệu rằng những cải cách của đoàn trường đã trở nên thiết thực hay chưa? Sau đây các bạn hãy cùng dõi theo chân tôi đi phỏng vấn một số các bạn học sinh trong trường nhé. Chào em có cảm nhận gì về tình hình giao thông của học sinh trường ta sau khi đoàn trường đã có những biện pháp thực hiện và sát sao hơn nhằm giảm thiểu những trường hợp vi phạm? Em thấy sau khi trường mình đã có những cái biện pháp rất là cứng rắn để có học sinh mình có thể tuân thủ được những cái phương pháp an toàn giao thông của trường mình thì tỷ lệ vi phạm đã giảm thiểu rất là mạnh so với ngay từ hồi em học từ lớp 10. Nên em nghĩ là trong những năm tới đây thì trường mình sẽ ngày càng ít những học sinh vi phạm và trở thành một trường top đầu về nền nếp. Cảm ơn bạn. An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Khi ý thức an toàn giao thông được thực hiện một cách tự giác thì sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng về luật an toàn giao thông đường bộ trong học sinh, đồng thời cần có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường để học sinh có ý thức đầy đủ hơn khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trên đây là phóng sự ngắn về chủ đề an toàn giao thông của nhóm phóng viên lớp 12A. Mong rằng qua clip phóng sự này, các bạn học sinh trong trường ta nói riêng và học sinh trên toàn huyện nói chung sẽ có ý thức hơn khi tham gia an toàn giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại!